Hôm qua Bộ Tư pháp đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng. Chương trình tập huấn diễn ra theo hình thức trực tuyến, kết nối với 63 tỉnh thành trên toàn quốc hai dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng vừa được triển khai trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 7 vừa qua. Chương trình tập huấn do Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực phối hợp với Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp thực hiện nhằm hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hộ tịch, đảm bảo việc triển khai hiệu quả hai dịch vụ công liên thông nói trên. Đây cũng là một trong các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm đề án số 06 của Chính phủ.